tập tiếp theo của rút tiền với cái ly nha. Tiếp theo sẽ là trồng 6 ly lên rút nha các bạn. Nên mình sẽ làm biểu diễn vài điều giải trí vui cho các bạn xem nha. Quên mở nắp rồi. Đây mình sẽ bỏ nắp vào trong nghe các bạn. Lúc các bạn xem nha. Vừa nắp vô hỏi nhỉ. Vâng, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ rút ba thừa tiền mình trồng lên 6 cái ly cao lên. Các bạn thấy không? Đấy. Sau đây mình sẽ rút cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, đây các bạn này. Có đồ không các bạn ơi? Thế các bạn có đồ không? Quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Hiểm quá nguy hiểm quá.
Nào, quay hình nào. À, đẹp không các bạn ơi? Ok các bạn nha, mình sẽ rút từ tiền từ dưới lên nha các bạn. Hồi hộp quá các bạn ơi. Yeah, được một cái rồi các bạn. Nên được. Giờ để đến tờ tiền thứ hai nha các bạn. Ok nha các bạn, ok nha các bạn. À, và để sau đây là tờ tiền cuối cùng nha các bạn, tờ tiền cuối cùng trên đây. Rồi, trên lên trên. Rồi ok. Tờ tiền cuối cùng đây các bạn nha. Ok, nếu các bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh cho mình để xem video tiếp theo nha các bạn. Các bạn thấy đỉnh không? Đỉnh không các bạn ạ? À?